Kamen Rider Kids Ryuki Buckle. Đây là film có lẽ ít ai biết được về Kamen Rider Kids vì nó chỉ xuất hiện trong hai bơ DVD. Với tên gọi cực kỳ thú vị, Kamen Rider Kids What the Hells Desiren Rid Full of Man I Am Oza. Nhân vật chính của tập phim này là Michinaga. Anh ta bị đánh thức bởi Ace và thông báo Desiren Rid đã tiến tới vòng cuối cùng. Những người chơi còn sót lại vẫn là những gương mặt quen thuộc: Ace, Michinaga, Keiwa và Neon cùng người dẫn chương trình Sumori. Họ sẽ tham gia một trận đấu cực kỳ hoành tráng với tên gọi Gen Battle để xem ai mới là vũ công tài giỏi nhất. Vừa nghe xong câu nói, Michinaga đã vô cùng bối rối vì nghĩ what the hell chuyện gì đã diễn ra vậy. Vòng chơi đầy biến ảo của thế giới rối loạn này mang tên bài phát biểu của những Kamen Rider, cũng như trận chiến cuối cùng tại vòng chung kết là cuộc đua vượt chướng ngại vật. Bằng khả năng là một thợ công trường chân chính, anh ấy đã vượt qua Kiss trong một khoảnh khắc, tiến tới chướng ngại vật cuối cùng để giành lấy sức mạnh. Bên trong một chiếc bệ nhảy là nơi ẩn nấp của một con rắn đang chờ săn mồi. Oza đã gửi lời thách thức tới Rider tím mới nhất của hiện tại là Kamen Rider Buffa. Trận chiến giữa cả hai diễn ra hết sức căng thẳng cho đến khi Buffa thực sự thức tỉnh được bản thân mình mới có thể đánh bại được Oza. Để công nhận, ông ta đã trao cho Michinaga Aoza V Rare Buckle trước khi biến mất vào Mirror World. Trận chiến vẫn chưa hề kết thúc. Giz bằng một thủ thuật nào đó đã đánh cắp được chiếc Ryuki Buckle từ tay của Tycoon, khiến anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Tycoon cũng đã nhớ lại những sự kiện mình xảy ra trong vòng chơi trước và biết tại sao mình mất đi chiếc Buckle quý giá được tặng từ Kido Shinji trong movie VS Kamen Rider Revive. Anh ấy đã được Kido Shinji trao tặng Buckle với sức mạnh của Ryuki. Đáng tiếc những chiếc Buckle màu đỏ có sức mạnh từ lửa luôn rơi vào tay Giz giống như bút vậy. Giz tận dụng chiếc Buckle này để Henshin thành hình dạng Giz Ryuki Form. Phần thân dưới không có gì thay đổi do thiết kế của Buckle chỉ mang tạo hình phần thân trên. Phần thân trên của Giz là bộ giáp được tinh gọn lại từ Kamen Rider Ryuki một cách đầy Desiren Rid và hợp thời hơn hẳn so với bộ giáp cồng kềnh của Ryuki. Vẫn giữ nguyên bộ giáp sắt cũng như phần miệng là biểu trưng cho Kamen Rider Ryuki, nhưng do không có khả năng sử dụng card nên anh chỉ tận dụng nó bằng chiếc Buckle trên phần thắt lưng Desiriver mà thôi. Kích hoạt để tạo những vũ khí đặc biệt như Sword Vein, trao cho anh một thanh đồ rồng đao để tấn công đối ngược lại với sức mạnh của Michinaga từ Kaoru Oza. Thậm chí anh còn sử dụng được Trident tạo ra một đầu rồng để tấn công áp đảo Michinaga trong khoảng cách tầm trung. Điều này thật khốn khổ cho người đấu thủ của anh. Bản chất Oza chỉ có mỗi thanh gươm chứ chẳng có nhiều vũ khí hỗ trợ như hình dạng của Giz. Tận dụng tất cả gì mình có, nhưng cả hai Raider đều chiến đấu ngang tài ngang sức. Đòn tất sát của anh là Ryuki Strike. Anh thực hiện một cú đá với mảnh lông xung quanh giống với Kamen Rider Ryuki thẳng vào hướng kẻ thù của mình cùng với ngọn lửa rồng thiên. Nhưng đáng tiếc vòng chơi này người chiến thắng lại là Michinaga.